cái kiểu ngọt ngọt đúng không? Giống làm nước sốt quá à. Nước sốt xong bỏ ở kia vô quá à. Tiêu rồi. Gọi là món gì, cá chỉ vàng sốt gì, rất kêu là món gì, rất kêu thì không biết cái món gì ha. Cá này cá gì, cá cơm khô, cá cơm sốt tương ớt hả? Rồi, làm ra món mà không biết món gì luôn, sống rồi biết rồi luôn.